Mày không cày, không cày, không cày hả? Không cày hả? Cày chưa? Nó xỉu rồi giờ sao? Mày cứ đánh tiếp. Đánh gì nào đó khá cho tôi. Nhưng mà nó xỉu rồi. Đánh nó nữa. Đánh gì nào đó khá cho tôi. Mày có chịu khai không? Mày nói cho tao biết hột quẹt của mày ở đâu? Không. Em không nhớ. Mấy bữa nay nhiều chuyện em không nhớ. Mày không nhớ? Có thật sự là mày không nhớ không? Hả? Thì kể lại cho nó nhớ. Được, tao nói cho mày nhớ. Trước khi mày giết thằng A Lý, mày đánh, mày đập, mày tra khảo nó, làm cho hột quẹt của mày rớt bên cảnh sát của nó. Mày chính là thằng giết thằng A Lý, có phải như vậy không? Không. Quan cho em nói anh ơi. Mày tránh ra. Mày không làm thì ai làm? Hả? Mày không làm thì ai làm? Mày không làm, mày không làm thì ai làm? Hả? Mày vừa điện thoại cho ai? Tại sao mày lại xóa? Quá anh ơi, em đâu có điện cho ai đâu. Mày vừa điện thoại cho ai? Em không có điện cho ai á. Mẹ cái thằng chó này, mày liền, mày liền, mày, mày nói đi. Mày chính là thằng lỗi gián, có đúng như vậy không hả? Không có quan cho em lắm anh ơi. Ông Lâm, chuyện hành này tôi lo, không cần nó nữa. Ông xử nó đi. Được, tao sẽ xử nó nhanh gọn lẹ. Quan cho em lắm anh ơi. Đừng có làm, đừng có làm vậy anh ơi. Ông xử nó cho lẹ đi, không thôi thằng Hải về là phiền phức lắm. Dẹp mẹ luôn thằng Hùng đi. Đúng vậy. Mày còn nhớ lời nói của tao lúc trước không? Nếu như tao tìm được thằng nội gián thì tao sẽ xử nó như thế nào? Hả? Không quên rồi đó. Nếu mày quên, tao sẽ nhắc cho mày nhớ. Nếu như tao tìm được thằng nội gián thì tao sẽ giết chết nó hai lần. Ông làm gì vậy? Tại sao giết nó chết sớm như vậy? Phải hành hạ nó cho đã chứ. Thứ nhất, tao đang bận. Thứ hai, đây là cái chết thứ nhất của nó. Làm gì? Bắn nó nữa hả? Mày chắc mày không nghĩ cái chết của mày sẽ như vậy đúng không? Đây là cái giáp cậu giáp.
Dễ. Dễ. Tao chỉ tới trễ một ít phút thôi mà. Tại sao vậy? Tại sao mày không cố đợi tao tới? Tại sao mày không cố đợi tao tới một ít phút nữa? Tại sao vậy Dễ? Tại sao? Cậu tỉnh rồi hả? Thôi thôi thôi, con nằm nghỉ đi. Đau đầu quá. Cậu đã nằm thiếp đi 2 ngày rồi đó biết không? Tại sao tôi lại như vậy? Ai mà biết chứ. Hôm kia quản gia gọi cậu mà cậu không có mở cửa, nên ổng phá cửa xông vô, thấy cậu nằm sốt cao mê man. Ông báo tôi biết, tôi đưa cậu cấp cứu tới giờ nè. Mê man? Ừ. Tôi có nói sẵn điều gì không? Có. Nói nhiều lắm. Nhưng mà không có ý nghĩa gì hết trơn á. Cậu còn nhớ mình đã mơ những gì không? Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhìn toàn thấy ma quỷ thôi. Tôi hiểu rồi. Có những người đã rửa tay gác kiếm, nhưng luôn không tránh khỏi những giấc mơ như vậy. Như vậy là đã 3 ngày rồi. Sao vậy? À, không, không có gì. Mà ông Tài đã về chưa bà? Chưa. Mà còn hỏi ông Tài để làm gì vậy? À không. À, tôi chỉ sợ là không có tài xế thôi. À, ông Tài đi tỉnh rồi. Thôi cậu cứ an tâm nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Đã có tài xế của ông Tài rồi, nếu cần gì tôi sẽ gọi cho cậu. Cảm ơn bà. Thôi, tôi về đây. À, nàng trong danh sách cuộc gọi của cậu là ai vậy? Bà. Cái người mà gọi cho cậu suốt ngày suốt đêm. Sáng nay tôi nôn nóng quá nên bắt máy nghe. Nghe giọng tôi thì trước giờ tôi cứ tưởng cậu chung tình lắm. Ai ngờ. Cậu có biết bây giờ con Kiều nó nghiện ngập dữ lắm không? Tôi vẫn chu cấp tiền cho cô ấy hàng tháng. Cũng là kẻ bạc tình thôi, nhưng không đến nỗi nào. Điện thoại của cậu tôi để dưới gối nằm đó.